xin chào cả nhà nha. Sà Ba Thu Thuận xin chào các quý khách đã luôn ủng hộ kênh của Thu Thuận. Xin chúc cả nhà một buổi tối thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay là cuối tháng, chị em nhân viên được lĩnh lương và cũng mua một cái chân giò quay giá có 300k thôi ạ. Nhưng mà chị em đã được một mâm cỗ đầy và rượu trắng ngon. Xin chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và xin chúc các khán giả là luôn luôn yêu đời và luôn ủng hộ kênh cho Thu Thuận nha. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Mời cả nhà uống rượu trắng nha. 1 2 3 dù 2 3 dù 2 3 uống tên nào uống hết Việt Nam nói là làm đúng không hết nha. Chúng em xin mời cả nhà cùng ăn cùng với chúng em nhé. Món này ăn thì phải ăn bằng tay mới ngon cả nhà. Cái này là bì này. Cái này là bì. Bữa trước là Ngazumo có về quán nhà em là vừa chị Lám vừa chơi. Thế là chúng em cũng đã ăn uống, rủ nhau ăn uống ở quán nhà em rất vui rồi. Ngon lắm các bạn. Không lấy. Ăn cùng với rau rất chi là ngon. Ăn xong một đoạn thì sau em cũng sẽ hát tặng cả nhà bài hát về quan họ nhé. Em là người quan họ cho nên em chỉ biết hát quan họ. Nhạc kia em cũng hát được nhưng nó không hay lắm. Vân mời cả nhà ăn đi. Vân mời cả nhà đi, quấn mời cả nhà đi nè. Ngon lắm luôn nè. Cả nhà cây tiêu cho em nha. Nước chấm cũng ngon lắm nhá cả nhà. Nước chấm ngon lắm luôn nè. Em mời cả nhà cây tiêu cho em nhá. Ăn cuốn với rau không bị ngấy. Em mời cả nhà ăn em nha. Giờ Vân hát tặng cả nhà bài hát đi. Mày nào ăn được không hát thì đọt. Sau một tháng làm việc, các chị em nhân viên trong một tháng làm việc đã vất vả. Và hôm nay chúng em cũng được cuối tháng, được lĩnh lương, mặc dù nó không được nhiều lương lắm. Cửa hàng em chưa được đông khách quá, cho nên là lương cũng chưa được cao. Em cũng cuối tháng là rủ nhau ăn uống cho vui ạ. Và sau đây là... Và sau đây là em xin gửi tặng cả nhà một lửa bài thôi. Bài thế đi. Bèo giạt mây trôi nhá. Bèo giạt mây trôi. Em ngồi tư thế dừng chút các chị em nghe một bộ tay. Bèo giạt mây trôi trốn xa xôi anh ơi, em vẫn đợi bèo quê Bắc Ninh.
chúng em này có nhiều cái món ăn rất chi là ngon nè. Món này là món chân gò, em gần đây em quay gần vào cho cả nhà nhìn biết món gì để đây, cầm này. Đấy, món này là món chân gò nhân hành nhìn đi. Rất chi là ngon cả nhà. Anh chị em nào mà có về qua Trường Sơn Bắc Linh là ghé qua chợ Dầu ấy. Một cái món chân gò quay này rất ngon, chân gò nướng. Và ghé qua Sà Ba Thu Thuận chúng em nhá. Anh chị nào mà bị môi lách môi chân này em cũng chữa được. Bị lám, bị mù này em chữa được hết luôn. Anh chị nào mà mù ủng hộ em là số điện thoại của em nhá. 086 26 13 626. Các loại kem chống nắng cũng có, thuốc trị hôm nay cũng có. Dung khi dung làm căng sáng bóng da cũng có. Riêng khách đến nhà là hát, khách đến chơi nhà đi, khách đến à, khách uống trà là ca, khách đi xa rồi thì chẳng cho về. Anh chị có đi qua đây là mời em mời vào quán Sà Ba em uống nước nha. Ngon lắm không ấy, sắp thành công rực rỡ rồi. Hết rượu đấy, hết rượu. Bọn em có sẵn cái bình rượu bao tướng đây này, sẵn cái bình rượu. Rượu trắng. Rượu trắng uống bạn nhé. Rượu trắng. Chúng em xin chào cả nhà nhá. Xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà.